Учитель красивый. Учитель, учитель красивый, но не богатый, да? Богатый. Хороший, Хороший. Хороший, да, но не богатый. Да. Так хорошо. Так. не Так, уже есть, да? Уже есть. Да? Уже есть. А, уже Так, хорошо. Уже À, what the Đó. À, thế thì bây giờ hôm ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ có một cái bài đọc như thế này đấy. Chúng ta có một cái bài đọc như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ phải cùng nhau đọc cái bài này đấy. Tác. Đúng không? À, what? Chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái bài này. Tạc ở đây. Ở đây chúng ta có cái bức hình đầu tiên, có cái bức hình đầu tiên. Thế và chúng ta sẽ có một cái câu như sau. Etmoi druk. Etmoi druk. Druk là gì? Người bạn. Người bạn. Người bạn. Đây bức hình chính là tôi. À, bot đấy. Đây anh ta đây đó. À это друг, это мой друг, đấy. Tiếp theo câu thứ hai của chúng ta. Câu thứ hai là gì? Это моя подруга. Это моя подруга, bạn đấy. gái của tôi. Đấy. Người yêu của tôi này, à, không phải. Đây, đây, đây. Bạn gái, đấy. À, подруга. À, это моя подруга. Đây là, à, đây là bạn gái của tôi, đấy. Có bạn gái đẹp như này thôi không cần học nữa bỏ học luôn đưa bạn đi chơi nhỉ à. hả? mệt lắm bạn mệt như này thì mệt lắm à mệt lắm, mệt. À, mệt lắm. <cười> <cười> làm gì đâu mà mệt <laughs> có bạn thì phải khỏe ra đẹp thì phải mệt đẹp thì mệt. mệt à, à, à. đẹp thì to <laughs> nhiều à ta ta khéo chúng ta có hai câu ấy tôi mới được Это моя подруга. Де. Это моя подруга. Подруга. Де. Подруга. Это моя подруга. Так. Sau đó chúng ta có một ngôi nhà như thế này. đấy Это мой дом. Это мой дом. đấy À đây này, câu ở đây đấy. Это мой дом. Вот это мой дом. Де. À chẳng qua chỉ là gì, mình chuyển nó thành hình ảnh ở đây để cho bạn dễ nhớ thôi. đấy À chứ nếu nhìn những cái chữ này nó rối mắt. Đó. Sau đó là gì nào? Ừ. Это моё место. À đây là cái ghế nhưng mà nó chúng ta chỉ là đó chính là cái chỗ ngồi của chúng ta đấy. Это моё место. Ghế này là ghế giám đốc rồi đấy, đúng không? Đấy. Это моё место. Моё место. Да, да, да. Это моё место. À, ở Hà Nội mà có cái nhà si xinh như này cũng ra vấn đề đấy nhỉ. Nhà bé quá thế. Má linh kỳ. Nó no, má linh kỳ á à, sao? Khó tải. Má linh kỳ. Khó <laughs> ăn xôi, ăn à, xôi. À, mà ở ở Việt Nam thì không có cái nhà hoàn toàn bằng gỗ đâu. À đấy, ở bên đó có Đà. nhiều những ngôi nhà hoàn toàn bằng gỗ luôn, từ trong ra ngoài luôn đấy. Những à. cái nhà bằng gỗ này nó rất là hay. Tất nhiên nó mà cháy thì chắc là cháy to lắm Vâng, đúng, đúng không? Mà bên này cháy thì kinh lắm, bên này khô. đấy là cái chuyện chuyện hài đấy đúng không? Chuyện hài của của Việt Nam. Khiên hài Việt Nam là có anh anh chàng tán con gái của uh, của một ông nhà giàu đúng không? Đến uh, đến chơi không chẳng biết nói chuyện gì nhìn trên nhìn xuống thấy cái nhà to lắm xong bảo bố ạ à, cái nhà này mà cháy chắc cháy to lắm bố nhỉ. <cười> <cười> hết chuyện rồi à? Hết chuyện rồi, hết chuyện không còn chuyện gì để nói. Như <laughs> thạc à. Ta khra thấy như vậy chúng ta có bốn câu này. Ế tớ Это мой друг. Это мой друг. А, chính là cái câu này đấy. Это мой друг. Это моя подруга. Это моя подруга. Это моя подруга. Да. Это мой дом. Это мой дом. Да. Это моё место. Это моё место. Em thấy người ta đặt bốn cái câu này rất là à, có ý của nó đấy. Thứ nhất, câu thứ nhất là gì? À, câu thứ nhất là danh từ giống đực đấy. Câu thứ hai danh từ Được. giống cái đấy câu thứ ba cũng là danh từ giống được câu thứ tư là danh từ giống chung đấy đó để chúng ta luyện cái gì à. luyện cái câu môi mày giá mày hiểu đấy môi mày giá ừ. mày hiểu tá ừ. à Đã. thế nhìn đây chúng ta có thể nhắc lại được nè ete ete môi druk 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 ete mày baruga ete môi đúng Это мое место. Это мое место. Так хорошо. À, thế bây giờ ta sẽ xem tiếp nhé. Xem tiếp. Chúng ta có cái gì nữa? Vốt. No. Chúng ta có cái gì đây nào? sẽ à, mm? này đi. It's gì? Cái này nó là cái gì đây? Maya. Et maya com À, đó. Vốt, et, Chúng ta cái maya Đây Đấy. À. maya sau đó sẽ là gì? sau đó sẽ là câu et mayo acno đấy chúng ta để acno này et mayo acno đấy et mayo acno à đấy tiếp theo này <laughs> et mayo acno et este... et mui à chúng ta có từ ta -ila. et mui gorut đấy et mui gorut tác et mui gorut et mui gorut tác et mui gorut à chúng ta đọc lại nào E là dòng thứ hai nào Ete maya Ete maya com là ta Còn là ta Ete mayo Ak no Ak lo Ak no à, moi Gorat Gorat Đấy Ete moi gorat Đấy Tạc À tiếp theo này Chúng ta sẽ có gì đó À cái câu này chúng ta giải nghĩa như thế nào Ete moi druk Tôm Đấy Ito mo druk tom. Ito mo druk tom. À, đúng không? Ito mo druk tom. Chúng ta sẽ viết chữ tom ở đây nhé. Chúng ta sẽ viết chữ tom ở đây. À, chúng ta có từ tom, tom đấy. Ito mo druk tom. Người bạn tên là tom. À, người bạn tức là người bạn tên là tom. Người bạn tên là tom. Ito mo druk tom. À, ta sẽ cho viền trắng nhé đẹp đấy. Vô tạc. Ito mo druk tom. Sau đó là gì? à bây giờ cô bạn gái sẽ tên là gì nào? Etmaia uh, Et, uh, maya... Padurga Padurga Anna Anna, Anna. Right? Anna à cô ta tên là Anna. Anna à đúng không nào Anna à cô ta tên là yeah. Anna tắt. À cô này là Anna chúng ta sẽ viết cô ta là Anna Anna đấy right? à, Etmaia Padurga Anna Tác. Anna bạn số à <laughs> ăn yeah, à, tôi bán suối, nhá, cô này chắc là to, à to, ừ. à, hàng ngoại yeah. to đấy, đúng, nó có tạp quật, nó có tạp, à, khá là nhiều, tôm, ăn thế và à, vô tết tơ, chúng ta có à cái <laughs> bức hình cuối cùng à tơ môi druk anhon ivanovich Anton Đây là mơi đruộng ivanovich, Đê. Đây là ivanovich. Ah, ivanovich, Đê. Vậy thì bây giờ chúng ta như vậy, toàn bộ bức hình này chúng ta đã mô tả được xong cái, à, cái bài của chúng ta rồi, đấy Cái bài của chúng ta. À, bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn những cái hình này chúng ta có thể nói được toàn bộ là cái bài đúng không nào? đấy À, phải không? À, bây ừ. giờ chúng ta sẽ cùng ừ. kể lại bài nào. Это? Это мой друг. Друг. Это моя подруга. Подруга. Это мой дом. Это мой дом. Это мое место. Это мое место. 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 Это моя комната. Моя комната. комната. Это мое окно. Это мое окно. Это мой город. Это мой город. Это мой друг Том. Это мой Tom, друг Том. Да. Tom. Это моя подруга Анна. Да. А это... Это мой друг Антон Иванович. Антон Иванович, да? À, vất tạc, khá sâu. Thế như vậy, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau là xem lại toàn bộ cái bài đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ bố trí nó khác đi một chút. Đó, bố trí nó khác đi một chút và chúng ta sẽ phải kể lại đấy à tắt cái cái dòng chữ đi rồi đấy nhưng ta sẽ kể lại nè yeah. à Eter"? Eter moi, uh, drug. Drug. et et mới druk druk et et mới baruga da baruga da bắt druk et mới et et mới dom da et na et mới mesta mới mesta da mesta mesta ít mày ô com ít mày ô com lata da ít mày ô aklo akno ít môi gô rượt gô rượt da ít môi a rượt tom tom da ít maya baruga anna anna da

Мой друг. Это мой друг. А, так, кто это? Это моя подруга. Подруга. А, что это? Это мой дом. Что это? Это, это мое место. Мое место. Так, место. что это? Это... Моя комната. Моя комната. Что это? Это а, мое окно. Окно. Что это? А, это мой город. Так. Как его зовут? А, это... А, это... А, это мой... А,

Это мой друг Антон Иванович. Антон Иванович. Так, хорошо. Это твой брат? это мой друг. À, chúng ta phải trả lời sao? À nếu người ta hỏi это твой брат, đây có phải em trai của anh không? Thì phải sao? Phải trả lời sao? Нет. Это не мой брат. Нет. Это мой друг. Это мой брат. Это не мой брат. Это мой друг đấy. À câu trả lời chúng ta phải là gì nào? À нет. À đấy. Нет. 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 Это не мой брат. Не мой брат. Это не мой брат. Это мой друг đấy. Это мой друг. À đó. Thế là gì? À một cái bài rất ngắn thôi có thể hỏi được rất nhiều rất nhiều kiểu đấy để chúng ta rèn luyện các ừ. mẫu câu em hỏi chứ đấy. Tạc à, хорошо dạ. à, câu hỏi vừa rồi là gì nào это твой брат нет 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 это не мой брат это мой друг да это мой друг друг это мой друг đây không phải là em trai của tôi đây là người bạn của tôi đấy так хорошо это твоя жена Нет, это не мой жена жена Maya, моя жена моя моя à подруга thế vậy thì đây là danh từ giống cái đúng không đây danh từ giống cái chứ yeah. không phải là gì chúng ta sẽ phải нет это не моя жена это не моя жена да это моя да Это моя подруга, да? А, ну вот так đấy. À đây là danh từ giống được thì nhét ấy từ giống cái này. Nhết, esta esta maya, жена, да? À tương tự Nhi như vậy. Nha. À đây nó sẽ là danh từ giống chung thì phải là gì eteny vô, đấy, vân vân, đấy. Mayo, Được không nào? Đấy. À bây giờ chúng ta sẽ cùng nói nào. À Что это? À. Что, это? Что это? это? Это это дом. Это дом. А, это твой дом. Это, это, твой, это дом. твой дом. Это твой а, дом. Да его нет нет, нет, нет. нет. Это не мой друг. <coughs> 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 Это твой дом. Đây có phải ngôi nhà của em không? Đấy em trả lời có không? Đá, ế tơ, mối À, em vừa bảo là, là đây là ngôi nhà của em mà. À, đúng không? Đúng. Em bảo ngôi nhà của em À, đúng 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 rồi. <laughs> à, 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 đúng rồi đúng rồi à, đấy. À, đây phải là gì nào? Nhưng em nói là đúng gì? Ết mối đồm cái từ mối bắt đúng không? Thế vậy thì mình hỏi là ết từ <laughs> em trả lời đá ết mối đồm đấy. Đá ết mối đồm À, đúng không đấy? А это твое место? Это твое место? Мое, мое место. Давай my... его Это место. Это не место. Да? Это мое it's... место. Uh. Да? Это твое место. Да, место. Это Мое. место. Это место. Это место. Это yeah, yeah. Đó, thế vậy thì đó là cái cách người ta hỏi đáp đấy. À, bây giờ sẽ hỏi lại nào. À, hỏi lại nào. À, это твой брат? Это твой брат? нет. Нет. Это не мой брат. Это мой друг. Это мой друг. Так. Это твоя жена? Нет, это не а, моя жена. Это мой... мой Это моя подруга. моя bởi vì là cô là cô là con gái mà, đấy. Con gái. À, còn nếu bảo cô là môi padruga thì cô tự ái chết, đúng không? Môi là giống được mà, đấy. <laughs> да. Да? Так, а, хорошо. Да. Это твой дом. Да. Да, это мое. Да, это мой дом. Да, это мой дом, да? Это твое место. Да, это мое место. Да, это мое место, да? Так, хорошо. Это твоя комната. Да, это моя комната. Да. Это твое окно. Да, это мое окно. Так. Это твой город. Да, это это мой город. Да, это мой город. Город. Да. Это твой друг Том. Да это мой, мой, мой. Мой, бру, мой друг, Это мой друг Том. Мой да? друг. Так, это мой друг Том. А. Это твоя подруга Анна. Это твоя подруга Анна. Это твоя а. подруга Анна. Да это моя. Да, да это моя Анна. А, твоя подруга, а. подруга Анна. Это твой, да. это твой да. друг Антон Иванович. Это твой друг Антон Иванович. Да. Да. А, да. Это друг, друг Антон Иванович. А, это мой друг Антон Иванович. Thế vậy nhớ bên câu bên trên có gồm có bốn bốn hình ảnh Друг, подруга, дом, место. Да? Друг, подруга, дом, место. Đúng không? Câu thứ hai có ba có ba hình ảnh. Còn nó Gorod. à nó gồ rật. À rật đấy. Đúng không? À hiểu chưa nào? Đấy. À hiểu chưa? Còn nó Gorod à nó rồi. rật đấy. À, thế bây giờ làm thế nào làm thế nào để liên hệ để nhớ được à, để nhớ được uh, ba cái hình ảnh này làm nào để nhớ được còn à. nát À, chúng ta tưởng tượng còm nó ta đấy. À, trong còm nó ta thì có cái cửa sổ đấy. À, đúng không nào? Cửa sổ. À, có nó ta. Trong còm nó ta thì nó có cái cửa sổ đấy. Cứ được cho là như thế đấy. Còm nó ta nó có cái cửa sổ. À, nhìn qua cửa trong sổ thì đến. Trong còm nó ta có baruga, baruga. À, trong còm nó ta ừ. có baruga đấy. Đấy. Nói tới đấy, tới ăn nào rồi nào <laughs> đấy chỉ có điều nhớ quá anh có đầu kể lẫn lộn đúng không đấy có <laughs> nó ta akno ý có nó ta akno à cái nhìn nhé à, em tưởng tượng nhé tưởng tượng nó liền thành một cái mạch ừ. suy nghĩ đấy có nó ta sau đó thì akno đấy akno sau đó thì giới liền à, gorot đấy có nó ta akno gorot đấy có nó ta akno gorot đúng không nào đấy đó đấy là À trong trong phòng này trong phòng này có cửa sổ này. nhìn qua cửa sổ nhìn thấy thành phố đấy à nói như thế để cho, cho dễ nhớ đấy dễ nhớ mà đấy vâng. để dễ nhớ đúng, vâng. đúng để dễ nhớ à đó thì chúng ta tắt hình đi chúng ta kể được Etermai có nó thế Etermai Ognol Etermoy Goll đấy đó, ta, vâng. đó. Vâng. đó. Và, tiếp theo nè à đến đây đến cái câu thứ ba chúng ta có ba bức hình đấy nhưng mà ở đây chỉ khác cái bức hình trên là gì chúng ta phải kể, kể tên thôi đấy Etermoy ăn Anton đấy Etermai Podrugan ăn Anton Anna chúng không quan trọng đó là, là gì đấy đó và это мой друг và bị đấy Антон Иванович à. tại sao gọi Антон bị bởi vì chúng ta trong chín chín tuổi rồi đấy à, 40 45 tuổi rồi đấy cho nên gọi là gì Антон Иванович tức là gì à, chúng ta gọi là tên tôn trọng đấy à, chúng gọi tôn trọng thì Антон bị đấy đó em hiểu chưa đấy nó vất tạp à, thế bây giờ chúng ta sẽ thử tắt đi và chúng ta kể nhé tắt Được. đó Tận. à tắt bây giờ chúng ta tưởng tượng những cái bức hình đó còn lại ở trên trên màn hình này đấy đúng không tưởng tượng trên màn hình này đó tắt đi nó, vẫn còn tồn tại trên màn hình đấy đó, thế bây giờ người ta kể nào từ từ môi rút môi mày à từ từ mày baruga đó Ít mùi đông, ít mùi

tác à ừ. đấy nó vô tác chưa à thế như vậy vừa rồi là gì nếu mà trước đây khi mà vào bài thì giáo bảo là à em sẽ phải học thuộc cái bài này thì có lẽ là em bảo Quá, không không bao giờ học thuộc được đúng không đấy đó thế nhưng cho đến thời điểm này em thuộc được. rồi đấy em thuộc rồi đó là gì đó là cái mối liên hệ bằng hình ảnh em chị đấy à. nếu chúng ta có một cái mối liên hệ bằng ừ. hình ảnh thì chúng ta sẽ rất là dễ thuộc bất cứ một cái gì đấy bất cứ cái gì chúng ta sẽ liên hệ được ngay thế còn nếu mà chúng ta trong đầu chúng ta cố ý để giữ để để nhớ cái chữ thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta nhớ được. được mà có nhớ được chúng ta sẽ quên. À, vậy thì tốt nhất là gì chúng ta liên hệ nó sang hình ảnh đấy, liên hệ nó sang hình ảnh. đó. à thế như vậy ví dụ bây giờ người ta nói ví dụ như là à, quả táo thì chúng ta tưởng tượng đó là quả táo. à chúng ta đừng nghĩ đó là cái quả táo bằng chữ mà nó là cái hình ảnh quả táo thật đấy. đó. thì chúng ta sẽ nhớ được ngay. Được vất đó là cái cách mà chúng ta học ngoại ngữ cách chúng ta học ngoại ngữ đấy nếu mà chúng ta học như thế thì chúng ta sẽ nhớ được bài rất lâu và rất tốt đấy à, show à, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, luyện tập nên chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập đấy à, luyện tập đây là à, đây là phổn đấy đây đấy là cái phong nền của chúng ta và chúng ta sẽ dựa trên cơ sở này chúng ta sẽ nói luyện nói ta, em học nói mà. học nói thì phải nói nhiều chứ đúng không đấy đó thế bây giờ em hãy nói một câu là đây là người bạn của tôi đây là người Ít bạn ít môi đúc à đấy tôi mới đúc tôi mới đây là người bạn Cái của tôi đúng không? đây Cái là người bạn của tôi tôi nói đúng để tôi đúng đấy à. Thế bây giờ em nói là anh ấy tên là Tom gì vúa ra vút gì vúa Tom vút ra tôm gì vúa ra vút tôm gì anh anh ấy anh anh ấy, anh ấy, là, là anh ấy là anh ấy là vua, vua. anh ấy là vua đấy anh ấy là vua gì vua gia vũ tôm tên là gia vũ là gì người ta gọi anh ấy là tôm đấy anh chị gì vua gia vũ tôm gì vua gia đấy gì vua gia vũ tôm gì vua vũ tôm à thế bây giờ em biết mà tôm là bạn của tôi tôm là bạn của tôi nó tôm. tôm tôm bạn của tôi là gì? Êt. Môi. Êt. Môi. tôm mối à, tôm mối tôm mối được được đúng mối được mối được đấy tôm mối tôm là người bạn của tôi tôm là anh bạn của tôi tôm đấy. Là người... đúng không các bạn nghe đấy tôm mối được Và. đấy tôm mối được đó Это мой друг. Его зовут Том. Tom мой друг. Его? А, мой друг. Его зовут. Том. Его зовут Том. Đấy. Том мой друг. là người bạn của tôi. bây giờ em hỏi, đây là ai vậy? Đây là ai vậy? Кто tôi Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Ờ. Uh, это uh, my мой друг. Đây tới мой друг. Đây. có rồi, ở trên này có rồi đấy. Em okay. nghe. Uh, có uh, rồi, đấy. À. Đây tới мой друг. Так. Это мой друг. Thì bây giờ em nói là à đây không phải là em trai của tôi. Uh, đây không phải uh, là em trai của tôi. Is it это À, nhé à đúng rồi nhé nhé mũi à, mũi brat à thế nhé brat đúng chưa thế à đúng chưa nào đây không phải là tính em trai môi của môi tôi à, như môi à, như môi thế mũi brat thế thế nhé mũi brat đấy là em nói là, nói là tôm. nó tên là tu à, nói tên là tu nó tên là tôm nó là

nó không phải tên là an tôn nó không phải tên là an à, <laughs> <"Yer bố>, uh, <laughs> uh, <laughs> tôn gia vô gia vô gia vũ nhé nhé an tôn an tôn an tôn an tôn đấy rất dễ thôi nhưng mà đến khi dịch tiếng việt sang cứ lanh quanh lanh quanh máy chả nói được đúng không đấy anh thêm một chi nghe vào xong đấy à đúng không nào? Yeah. Его не zavut зовут не Антон. À đúng chưa? Đó. Хорошо. Thế bây giờ em nói tiếp. Đây là bạn gái của tôi. Это мой друг. Bạn gái cơ mà. À, maya. Baruga. Maya. Это моя подруга. À, Maya. Maya Это моя подруга. Подруга.

любимая девушка это любимая девушка это моя 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 любимая девушка это это моя это моя любимая девушка это моя любимая девушка. Вот так, вот, да? <соединяющие> а, так а, хорошо. А, она, Ланга Его Анна, Она. Она... Моя. Девушка. Моя любимая, она, девушка. Да? Она, она, моя любимая она, девушка. Она... Моя она, любимая девушка. Она моя, моя любимая девушка. девушка. Анна, моя любимая девушка. А. Да? Два. Ты не ее ухода, не ее ухода, ты? Любимая, Энойки. Любимая. Любимая. Да, любимая. Девушка. Любимая. No. любимая девушка. <laughs> а, да. Любимая девушка. А, да? Любимая девушка. Любимая девушка. девушка. <laughs> а. А. Любимая, <laughs> 아, девушка, да? А, на, на. Uh, uh. Да, uh, так, финал мне. Так. Лиу. Лиу. Бим. Бим. Май. А. Любимая. Да. Mm. Mm. Любимая. Моя. Ву. Де. Девушка. Mm. Девушка. Любимая девушка, 가격... девушка, девушка, monkey... любимая... да, любимая... любимая девушка, любимая девушка, любимая рябу, любимая девушка, девушка, да, любимая девушка, любимая девушка, любимая девушка, любимая, да, любимая девушка, а Cô yêu đấy nghĩa ở đây à любимая девочка. Так. À хорошо. À bây giờ em dịch tiếp. Cô ấy tên là Anna. Cô ấy tên là Anna. À ờ à. 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 Anna. À. Cô ấy cô ấy tên oh. là Anna. Ờ cô ấy cô ấy là cô ấy cô ấy là yêu yêu. Cô ấy là yêu yêu. Yêu yêu. Diego là cô ấy đấy. Tên là gì? tên là, là gì? Zabut. Diego Zabut. Anna. Anna. Zabut Anna. Io. 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 Zabut Anna. Diego Zabut Anna. Da. Zabut Anna. Diego Zabut Anna. Diego Zabut Anna. À, thế bây giờ em nói. Anna là bạn gái của tôi. An, uh, anna uh, maya. Maya, maya. Ana maya Ana maya An, Anna Anna Maya padruga. Anna Maya padruga. De. Anna maya, maya padruga. Ah, em nói nè, Anna maya, maya padruga. Anna Anna Maya padruga. Anna Maya De. Anna Maya À, ¿a Diamond, yeah, à, a. Anna, yeah, timeline, à Anna là người yêu của tôi Anna Anna à, Maya Maya à, Maya đây, New Bim Maya New Bim Maya Diabuska Anna Maya Anna Anna... Моя любимая девушка. Maya. Да. Она? А, моя любимая девушка. Не любим. Не любим она – моя любимая ябуш... девушка. Ты... Да? Она моя... Любимая да. она моя любимая девушка. Да. А, моя я Света. 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 Света, тоже, 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 Света. Тоже.

Света тоже, моя любимая девушка, Света тоже, Света тоже, моя любимая девушка. Света тоже, моя любимая девушка. Света тоже, моя любимая, любимая, Девушка.

Таня uh, моя любимая девушка. Да, Таня не моя любимая девушка. Света моя тоже right. моя любимая девушка. Анна моя любимая девушка, да? Но Таня uh -huh. не моя любимая девушка. Да? А, давай, да? Так. А, uh -huh. хорошо. Yeah. Так. А, ты, lại, на. ты тук, lại, на. А, это не мой дом. А, это не мой мой

<laughs> tui, từ từ vui Đây có phải ngôi nhà của bạn không? Это từ дом. vui đủ. Từ vui đúng từ, từ vui là của bạn đúng không? Đấy. Это твой дом. Của Đúng không? Đấy. À, chúng ta hỏi như vậy. Это твой дом, Đúng không? À. Trả lời Đừng. Sao? Đừng. Tui, vui đồng. Trả lời sao? Đá. 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 Đá.

Đây có phải anh bạn của cậu không Это tôi tôi vui tôi vui. tôi vui tôi 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 không? tôi tôi à, Đúng Đúng nào? tôi Trả tôi tu... nào? Đã Đúng rồi, đây là anh bạn của tôi 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 Да tôi это tôi Это мой друг tôi Это мой друг Да, это мой друг Đấy tôi 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 À, thế hỏi anh ấy tên là gì anh ấy tên là gì Các giá à, bút Đây. các nhiệm vụ các nhiệm vụ giá bút các nhiệm vụ giá bút các trả lời sao anh ấy tên là Anton nhiệm vụ giá Anton Anton Anton. Yebu, yevozavut Anton. Nè Anton. Yevozavut Anton. À. Tên của anh ta không phải là Sergey. Tên của anh ta không phải tên là Sergey. Anh ta không phải tên là Sergey. Yebu. Yavut Zavut. Nè. Nè Sergey. Nghĩa của bạn là Sergey. Его зовут не Сергей. Его не зовут не Сергей, Его зовут не Сергей. tên cậu ta không phải là Sergey, đấy. Tên anh ta là Anton. Его зовут Антон, đấy. À bây giờ em nói, Anton là bạn của tôi. Anton là bạn của tôi. Anton bạn của tôi. Anton mối 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 đục an Anton an tôn mối đục an tôn là bạn của tôi an tôn mối đục an tôn mối đục à thế còn anna là bạn gái của tôi anna anna mối muy... à uh, maya maya đục padruga padruga À, Anna, Maya Anna Maya Padruka Anna Maya Padruka, đấy Anna Anna Maya Padruka, đấy à, Anna là người yêu của tôi Anna Maya Anna Maya Nào bây giờ à... nhớ được cái câu là người yêu của tôi thì thì sẽ tặng cho cô Anna này. À... Không nhớ được thôi, à... không <laughs>

không phải là bạn gái không phải là gì không phải thì là, là nhé đấy à, nhé baruga maya padruga đấy à, như, ta như, maya baruga à xuyên tay như, à, như, ta như maya padruga đấy à cô ấy là người yêu của tôi cô ấy cũng là người yêu của tôi anna cô ấy là cô ấy là anna anna anna. anna 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 tôi rồi tôi rồi à tôi rồi gì nữa nào bí, người, người. Maya, đã, она тоже моя любимая My девушка она любимая тоже моя любимая девушка, девушка. А, она тоже моя любимая девушка да <святый> а. кой света Ко ее ее тенна зовут зовут ее зовут а, света ее зовут света да?

Таня Майя. Май, моя па. Любимая зовутка. А, тоже любимая, да? Таня тоже, да? Тоже. тоже. А моя тоже. любимая. Девушка, да? Любимая Девушка. Девушка. А, Девушка. Девушка. Света. А, Анна тоже любимая девушка. Света тоже любимая девушка, да? И теперь Таня тоже да. моя любимая девушка, да? Да? И еще, да. И а еще да. И, и еще, да? Еще. Еще <с можно, да? А потому что, потому что я богатый, красивый и хороший, да? Да? Я богатый, потому что я богатый, хороший, хороший и красивый, да? Да? И красивый. Да, и красивый. И одинокий. И одинокий а, еще, да? Одинокий. да? Потому что я богатый, хороший, красивый и одинокий. Okay. А, одинокий. то за укоря, чайва, а, да? Да? А. Куда? не а? Почему? почему. А, почему? А, не, не. богатый. <свят> а, потому что я богатый, хороший, бродоси. красивый и одинокий. Красивый. Да. Бродоси 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 бродоси. да? Красивый. Красивый. Да, да. И одинокий, да? А одинокий. одинокий là одино là đơn độc cô độc đấy, đúng không? Cô độc nhưng mà có tận tới ba cô người yêu đấy. ta Сиэта Еяна đấy. Да. Слишком много. Да. А trong hợp này người ta gọi gì nào? У тебя хороший petite. У тебя. У тебя хороший. Ah, píchit. Uchi bear karosia píchit. À, <laughs> à apichilà à, apic uh. gì? Apic là cái sự ngon miệng đấy, sự ngon miệng khi ăn đấy. Sự ngon miệng đấy, sự ngon miệng. Uh, <laughs> 所以, à, nếu mà có đến tận ba cô người yêu thì người ta bảo là ah, uh. à, uchi bear karosia píchit. Karosia píchit. Lẽ bảo cậu ăn tham thế? Đấy câu này cậu cậu ăn tham vậy? Cậu ăn tham thấy carosia <laughs> pichit đấy chị với -pichit. <laughs> à, cái từ carosia pichit không nó không đơn thuần chỉ có nghĩa ăn tham nên ăn tham này gọi là dịch như thế cho nó vui thôi đấy trên có nghĩa là gì nào cậu ăn tốt thế đấy ăn tốt thế à, à ví dụ như một cái người người ta ăn uống rất tốt đấy thì gọi là carosia pichit đấy đó ví dụ như cái đứa trẻ con nó chịu khó bác. ăn suốt ngày nó ăn đấy thì người ta sẽ bảo là nhiều vố carosia đấy à thế nên, ai, thì... ai mà có ai mà có carosia pichit thì người ta sẽ dùng cái cấu trúc là uchi bea, uchi bea là cậu đấy. Uchi bea đây là gì? Uchi bea đây thực chất đây là gì? Là tùy đấy, tùy. Uchi bea хороший аппетит. Đấy, uchi bea хороший аппетит. À đấy. Em nhé. À đó, em 봐. У меня хороший аппетит. À, tớ ăn uống tốt lắm đấy. У меня à хороший хороший. Хороший, đấy. Хороший аппетит. Аппетит. À, аппетит đấy. À, аппетит. À chúng ta sẽ dịch.

ăn ngon ăn tốt đấy đấy ăn ngon ăn tốt à, ta karosia pichit đó ô ta ta karosio à bây giờ em dịch tiếp nè à dịch tiếp cô ấy tên là gì ừ. phải học rằng bằng được cái câu hỏi ừ. này cô ấy cô ấy tên là gì cô ấy tên là gì các phải có câu hỏi các này. tên là gì phải à, các các yêu các yêu yêu ra Kaki <laughs> zabut đấy. À Kaki <laughs> zabut là tên cô ấy là gì đấy? À bây giờ trả lời tên cô ấy là Anna. Ye yếu Yo zabut. Zabut Anna. Anna đấy. À thế bây giờ em hỏi là anh ấy tên là gì? Anh ấy tên là gì? À nếu mà có hỏi tên là gì thì em phải nhớ nhé là phải có từ các. Các. À, nếu mà, tên anh ấy là gì? các kỳ vũ các gì vũ ra giá ra các kỳ vũ giá đấy các kỳ vũ ra vút nữa ừ. à, à các xưa em, em cứ học thuộc cái câu các vát ra vút tên là gì đúng rồi đúng rồi đúng không à đó chính xác chính xác là từ đó đấy nhưng đây là gì các vát ra vút là chúng ta hỏi người thứ hai người nói chuyện thì chúng ta đấy còn đây là chúng ta hỏi về à, cái người thứ ba cái người mà không nói chuyện chúng ta à, các kỳ vũ giá vút thế. đấy các kỳ vũ giá vút à bây giờ chúng ta trả lời anh ấy tên là Anton. Yêu vô gia vụt vụ. Anton. Đấy, Anton. Его зовут Anton. Anton. Đấy. À đó. Thế bây giờ hỏi, à em tên là gì? Em tên là gì? À gặp một cô gái xinh đẹp ở ngoài đường hỏi em tên là gì? Các à, chị bé. Các chí bé зовут. Chị Các chị bé зовут. Các bé Các bé. Em tên là gì? Em tên là gì? Các chì bé giá vụt. Các chì bé giá vụt. Các chì bé giá Thế. À. Chả là. Em tên là Sveta. Mẹ nha. Mẹ nha. Giá vụt. Giá vụt. Sveta. Sveta. Mẹ nha giá vụt Sveta. À. Đó. Hoặc là cô ấy. Khi hỏi như thế. Các chì bé giá vụt. Cô ấy chỉ nói Sveta. Đấy. Sveta. Sveta. À. Sveta. À. Các chì bè à các Chị bé à, à giá thế còn anh tên là gì à các chị bé đấy à em trả lời mê nhá ừ. giá vụt nhá giá vụt mẹ nhà Táo táo đấy à mẹ nhà táo đấy, à tạc mẹ nhà giá táo tao <laughs> <Người đi> tao <cười> 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 tao táo tao 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 biết đấy, iablak cả, mình nhớ zậy vụ iablak cả, đấy, Так. cả, nhớ vụ à, nước phấy <nofay nhá coughs> à. à, thế thì, à, đó là cái bài của chúng ta đấy, bài này, này em thấy là gì? rèn luyện, cho em, cách luyện cho em cách nói đấy, rèn luyện em cách nói, chúng ta, chúng ta học thuộc được, uh, chúng ta học thuộc được cái bài, uh, bài đọc rồi đúng không? Uh, chúng ta học thuộc được cái bài đọc rồi, yeah. chúng ta phải kể lại được cái bài đọc sau đó là gì đây là tất cả những cái mẫu câu mà rèn đi rèn lại để cho em biết cái cách hỏi và trả lời đấy à, rồi, trả trong rồi. này em phải biết hỏi là gì à, anh ấy tên là gì cô ấy tên là gì đấy biết trả lời là à, anh ấy tên là cô ấy tên là đấy à, đúng không ta krusho đấy nút nó à thế bài của chúng ta tạm thời tạm dừng tại đây nhé đấy à, và em cần phải xem đấy. lại em có xem lại video này không em có à cố gắng xem lại ít ra phải được một hai lần nhé cố gắng xem lại được một hai lần thì thế là gì? Trước à, em nghe ba bốn lần đấy, đấy. À ba bốn lần, ba bốn lần càng tốt đúng không? Xem được càng nhiều càng tốt đấy. Vậy. Xem được càng nhiều càng tốt bởi vì sao? Xem càng nhiều thì mình càng nhớ nhiều đấy. À ta khá là show. Nốt lát nè. À, спасибо, спасибо, до свидания. Ra đường vậy. có tìm được vậy. cô vậy. Sveta Anna hoặc cô Tanya thì kể lại cho mình nghe nhé. À, vậy. cứ cứ đứng như cái câu như này vậy. phát vậy. đấy. <laughs> <laughs> é, ну uh -huh. ладно, давай, пока. Пока-пока.